Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được đón một đoàn khách đến từ Mai Động, Hà Nội. Vâng, có vẻ cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm cho mình một cặp loa JBL L112. Vâng, sản phẩm của bác Bình Vũ ngày 6 tháng 5 năm 2018. Vâng, cặp loa JBL đã được bác thẩm âm. Vâng, tất cả các sản phẩm trước khi rời cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ quay chi tiết lại một lần cuối cùng để cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết. Vâng, cặp loa JBL L112 cũng còn rất là mới. Trong cửa hàng cũng vẫn còn những đoàn khách đến thẩm âm. Đi theo đoàn của bác hôm nay cũng rất đông người. Đi theo đoàn có 4 bác. Hôm nay ngày 6 tháng 5 năm 2018. Cặp loa JBL L112 cũng đã có chủ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc được biết cặp loa JBL L112 cũng đã có chủ theo bác Bình Vũ về Mai Động, Hà Nội. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.